Hello anh em, tình hình nhà mình mới tạo một group siêu nhỏ tí hon trên Facebook có tên là Cuồng Khám Phá. Mới được mấy trăm người tham gia mà thôi. 500 anh em nếu muốn tham gia vào ngôi nhà chung của cộng đồng Taka, nhớ nhấn đường link mình để phần bình luận để vào group Facebook Cuồng Khám Phá nhá. Quẹo lựa, vào group tôi chơi đi. Bạn có từng tò mò về điều gì xảy ra khi mà bồn cầu bị xả nước hay không? Thậm chí là có không ít bạn nhỏ đã xả một hoặc hai món đồ chơi để xem liệu chúng có biến mất một cách đầy kỳ diệu hay không. Trong hầu hết trường hợp, chúng đã bị mất vĩnh viễn. Tuy nhiên là trong thực tế, những cái thứ mà bị xả xuống bồn cầu không chỉ có như vậy. Cùng mình đến với Top 6 vật thể kỳ lạ nhất bị xả xuống nhà vệ sinh. 6. Cá vàng khổng lồ hơn 35cm. Tất cả những đứa trẻ mà đã xem phim Truy tìm Nemo 2013 của Pixar thì đều biết rằng tất cả cống rãnh đều dẫn ra đại dương. Nhưng mà khi trưởng thành, chúng ta biết rằng điều này khác xa sự thật. Khi mà nhiều chủ sĩ vứt bỏ những con cá không mong muốn, một số người đã mắc sai lầm khi xả chúng xuống cống nhà vệ sinh. Trong một phát hiện kỳ lạ của Buffalo Niagara Waterkeeper, khi cá vàng bị vứt bỏ không đúng cách, chúng có thể trải qua những biến đổi đầy kỳ lạ. Buffalo Niagara Waterkeeper, một tổ chức phi lợi nhuận thuộc tiểu bang New York, đã chia sẻ sự việc trên trang Facebook của họ. Cụ thể là nhân viên của Buffalo Niagara Waterkeeper đã tìm thấy con cá vàng kích thước khủng trong quá trình lấy mẫu nghiên cứu về cá và động vật hoang dã tại Mỹ. Con cá vàng này dài 14 inch, tương đương là hơn 35cm, được phát hiện ở sông Niagara, gần một nhà máy xử lý nước thải ở tiểu bang New York. Buffalo Niagara Waterkeeper còn cho biết, có khoảng hàng chục triệu cá thể cá vàng hiện đang sống ở Great Lake. Họ cho rằng chú cá vàng khổng lồ 35cm này là vật nuôi của người dân địa phương. Buffalo Niagara Waterkeeper đã nói, nếu bạn không thể nuôi giữ chúng, hãy đưa cá trở về cảng vật nuôi địa phương, thay vì thả ra môi trường. Đáng chú ý là cá vàng thực sự là vật nuôi khá khó tính vì chúng tạo ra rất nhiều chất thải. Chúng đòi hỏi một không gian rộng và lớn nhanh thì cũng rất là nhanh, không tốt cho môi trường sinh thái tự nhiên. 5. Chip poker giả. Nếu bạn đã từng đến Vegas hoặc bất kỳ sa mạc nào, bạn sẽ biết rằng chúng giải độc đắc và giành được vô số tiền mặt là một trong những cảm giác tuyệt vời nhất thế giới. Tuy nhiên là trong khi hầu hết những người chơi cờ bạc đều thấy thú vị khi chơi trò chơi trung thực, thì một số người chơi đã gây chú ý khi quyết định sử dụng chip poker giả. Chuyện là tại thành phố Atlantic, New Jersey, một người đàn ông đã đến tham dự một sự kiện poker vào năm 2014 với những con chip poker giả trị giá là 2,7 triệu đô. Trong sự kiện này, ông ta được giành được khoảng 6.814 đô. Sau đó thì có lẽ là vì sợ bị bắt, ông này đã tiến hành xả con chip xuống cống nhà vệ sinh trong phòng của mình, một quyết định mà ông ta sẽ phải hối hận. Những con chip giả đã làm tắc nghẽn đường cống của khách sạn. Sau khi nhân viên được giải đấu và cảnh sát can thiệp, họ đã bắt được ông ta. 4. Tội phạm xả ma túy xuống bồn cầu làm cá sấu bị nghiện. Sở cảnh sát Loretto ở Tennessee, Mỹ đang kêu gọi mọi người không được xả metamphetamine hay còn gọi là ma túy đá xuống bồn cầu vì rất có thể nhá sẽ làm lũ cá sấu bị nghiện. Thông báo này được đưa ra sau khi cảnh sát ở thị trấn Loretto đột kích vào nhà một kẻ buôn bán ma túy tên là Andy Perry. Trước đó thì gã đã cố gắng xả metamphetamine và đồ dùng liên quan xuống cống để mà xóa dấu vết. Dù vậy là với 12 gram metamphetamine và hơn 680 gram metamphetamine dạng lỏng được cảnh sát thu giữ tại hiện trường, Perry thì sẽ phải đối mặt với hàng loạt tội danh liên quan đến buôn bán, tàng trữ chất cấm. Sở cảnh sát Tennessee, Mỹ thì còn đưa ra cảnh báo, người dân không được phép xả ma túy xuống bồn cầu vì sẽ làm cá sấu bị nghiện. Sở dĩ là phải đưa ra cảnh báo nói trên vì chất cấm này xả xuống cống sẽ khiến cá sấu trở nên mất kiểm soát, hung hăng, điên cuồng và rất dễ có khả năng tấn công con người hơn. Trên thực tế, cá sấu loài có bản năng sinh tồn rất là mạnh, chúng thể vượt qua nhiều trở ngại tự nhiên, nhưng lại không bao giờ sẵn sàng để dùng chất cấm theo một cách thụ động như vậy. Không chỉ với cá sấu, cảnh sát Loretto cũng cho hay vịt, ngỗng và nhiều loài động thực vật thủy sinh khác sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực từ các chất cấm trong nguồn nước. Từ thị trấn Loretto, ma túy được xả xuống sẽ khiến hàng loạt loài động vật bị nghiện. 3. Chùm giang hồ Vạn Tử Lương từng xả 10.000 đô la Hồng Kông xuống bồn cầu. Cuối năm 2020, trong tập phát sóng mới đây của chương trình radio Work Together do Giang Mỹ Nghi và Dương Thiệu Hồng dẫn dắt, hai nam diễn viên là Đào Đại Vũ và Quan Lệ Kiệt đã tiết lộ những trải nghiệm khó quên
khi mà sang Trung Quốc quay phim Thành Cát Tư Hãn năm 1987. Đây là bộ phim đầu tiên của TVB được quay tại Trung Quốc. Họ cùng với nam chính Vạn Tử Lương và cả ekip đã bay từ Hồng Kông sang Đại Lục để mà chuẩn bị ghi hình. Theo lời kể của hai nghệ sĩ, thời điểm đó luật pháp Trung Quốc có quy định các du khách quốc tế đến nước này thì chỉ được phép mang theo một lượng tiền mặt giới hạn mà thôi. Mỗi tờ 100 đô la Hồng Kông buộc phải quy đổi thành một hóa đơn chứng thực. Khi mà họ đi qua cổng an ninh, phần lớn dàn diễn viên phim đều khẳng định với lực lượng an ninh rằng họ không mang một chút tiền mặt nào. Chỉ trừ một người không thể nào nói dối và thừa nhận với bộ phận an ninh rằng anh ta đã mang hơn 10.000 đô la Hồng Kông, tức là khoảng 30 triệu đồng theo bên mình. Tại cái thời điểm năm 1987, đây là một số tiền cực kỳ lớn. Đáng ngạc nhiên là sau khi khai báo, tất cả mọi người đều được qua. Tưởng chừng là mọi chuyện đã êm xuôi thì cả đoàn lại gặp rắc rối sau khi mà nhận phòng khách sạn và dùng bữa tối. Theo lời kể các khách mời, một nhóm lớn cảnh sát Trung Quốc khi ấy đã ập vào phòng của họ. Trước cái tình huống nguy cấp lại đang hoảng loạn nữa, Vạn Tử Lương đã nhanh trí giật lấy đống tiền mặt rồi ném vào toilet, xả nước để phi tang. Dương Thiệu Hồng niệm có mặt vào lúc ấy thì đã nhớ lại. Tất cả chúng tôi khi đó đều kinh hãi. Lúc mà họ xông vào, chúng tôi không biết mình sẽ bị bắt hay bị xử tử nữa. Vì vậy Vạn Tử Lương đã nhanh trí nghĩ ra cách ấy. Chúng tôi cố gắng xả đống tiền đó vào bồn cầu nhưng mà chúng lại bị kẹt. Có thể nhóm cảnh sát đã tìm ra dấu vết về đống tiền, nhưng may mắn tất cả chúng tôi đều an toàn. 2. Nhận cười Chu Du 9 năm trong cống ngầm rồi trở về chủ cũ. Bà Stanton ở bang New Jersey đã 60 tuổi, từng tin rằng đã mất chiếc nhẫn vàng nạm kim cương vĩnh viễn. Đây là món quà mà chồng bà, ông Michael, tặng vợ nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày cưới. Chiếc nhẫn cưới đã bị rơi xuống bồn cầu nhà. Và để vợ khỏi buồn, người chồng đã mua lại một chiếc nhẫn giống hệt như vậy. Vào năm 2018, anh Ted Sellery, từ Ủy ban Công trình Công cộng, đang sổ ga cách nhà Stanton 30m, đột nhiên nhìn thấy một thứ lấp lánh ở trong bồn. Anh chỉ được nghe bà Stanton nói qua chuyện chiếc nhẫn từ năm 2015 khi đang làm việc ở một cái cống thoát nước. Anh Ted nhặt lên và thấy đó đúng là chiếc nhẫn bị mất của bà Stanton vì tên khắc hai chữ cái trên đó. Và vị trí đầu tiên video ngày hôm nay thì đó chính là cả chiếc đồng hồ Rolex 8.500 đô. Một người phụ nữ đến từ Chino Hill, California đã rất là quẫn trí khi mà chiếc đồng hồ Rolex 8.500 đô la Mỹ của ấy lao thẳng xuống cống ngay khi cô ấy xả nước. Sau khi vượt qua nỗi kinh hoàng ban đầu khi nhận ra chiếc đồng hồ đeo tay quý giá của mình đã biến mất, người phụ nữ đã ngay lập tức gọi thợ sửa ống nước đến để giúp xác định vị trí của nó. Thật không may, sau khi tung ra một cuộc tìm kiếm đầy nghiêm túc, món quà quý giá đã không được tìm thấy. 18 tháng sau, một người thợ sửa ống nước tham gia cuộc tìm kiếm ban đầu đang làm việc gần đó thì thấy một chiếc Rolex giữa đống đổ nát. Nhớ lại lần tìm kiếm trước đó, người thợ sửa ống nước liên lạc với chủ nhân. Điều đáng kinh ngạc là sau khi đánh bóng kỹ lưỡng, chiếc Rolex vẫn tốt như mới và chỉ sót một viên đá mà thôi. Bạn đã bao giờ từng bị rơi điện thoại hay đánh rơi một chiếc nhẫn hoặc một thứ đồ cực kỳ có giá trị xuống nhà vệ sinh hay chưa? Hãy cùng cho mọi người biết trong phần bình luận nhé. Còn về video này thì đến đây lại hết rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích.